Chính phủ ban hành nghị định quy định chi tiết một số điều của luật nhà ở về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, trong đó quy định rõ các trường hợp di dời nhà chung cư. Theo đó, nghị định quy định các trường hợp di dời khẩn cấp nhà chung cư, bao gồm nhà chung cư bị hư hỏng do cháy, nổ, không còn đủ điều kiện đảm bảo an toàn để tiếp tục sử dụng, nhà chung cư bị hư hỏng do thiên tai, địch họa, không còn đủ điều kiện đảm bảo an toàn để tiếp tục sử dụng. Các trường hợp di dời theo phương án bồi thường, tái định cư bao gồm nhà chung cư có các kết cấu chịu lực chính của công trình xuất hiện tình trạng nguy hiểm tổng thể, có nguy cơ sập đổ, không đáp ứng điều kiện tiếp tục sử dụng. Nhà chung cư bị hư hỏng nặng xuất hiện tình trạng nguy hiểm cục bộ, kết cấu chịu lực chính của công trình và nhà chung cư bị hư hỏng một trong các kết cấu chính của công trình.